Ok, và ngày hôm nay chúng ta đến với một series B mới, đó là BVB. Thì cũ nhưng mà có mới bên kênh ta thôi. Và cái bạn nào có coi cái video BB ở bên kênh của thằng bé sói VN thì các bạn cũng biết là mình BB khá là xịn luôn, nên giờ mình chắc cho nó mặc giáp này ra cho nó tim luôn nha. Còn giờ mình một mình luôn, ok. Cân tóc rồi, chúng ta bắt đầu bây giờ thôi. Rồi tụi bay núp gì núp đi. Đây mình nha các bạn. Đây. Ôi. Gương mấy màu, gương con tao chết tụi bay ba mạng luôn. Tao một mạng. Một phát gun hết, một phát gun hết máu luôn. Ủa lúc đó còn mấy máu vậy? À, hiện chị chứ không phải là cây cung của tao mà đâu mày. Chứ tao kẹt dưới đây luôn rồi. Đang say và cái kết bị tao bắn bùm một phát lên thiên đàng. Ê thằng gôn nè, bắn gôn luôn. Mặc dép vô đi. Một phút xây thành của bạn. Ok, trời ơi. Chỉ cùng mà quên lấy một tên thì sao chơi. Ai coi giờ không ra được luôn á. Sao không ra được. Anh là để vậy cho nó chắc chắn nha. Quân bắn băng băng cục oxidant của anh. Yeah. Có đau, hồi nãy không ra quá. Rồi giờ tao chắc tao bay 5 mạng luôn cũng được nữa chứ. Dạ, tao chắc tụi bay 5 mạng luôn à. Dạ, ok, giờ mình chắc tụi nó 5 mạng thôi nha các bạn. Mình 2 mạng thôi. Rồi, ê, mày đừng bắn tao. Á, đâu, ui. Bây giờ con còn có 4 mạng. Sao mình bán hỏi tao. Tao không thể chết đâu ngoài. Ok. Gì tao có tệ chứ mày đâu biết. Cái gì vậy mày quay video vậy? Đồ mày. Đồ mày cứ bên thằng vô đó mày tính.
Hả? Ok. Cảm đánh tao nhé. Dạ, yeah, nếu mày đánh tao thì giờ là mày là tiểu nhân. Ok nè. Rồi vô nè. Đại gô nè. Sờ tiếp nè. Sờ tiếp. Chơi mà chơi nấp lùm bộ chuối à. Mày thì bộ này nấp hoài vậy. Bởi nào bạn mất gì hết. Ơ các bạn nghe thấy rõ ràng rồi, mình không hát nha các bạn. Ủa mày cho anh gì nè, tao là bên nè, fan nè, flower nè, infinity. Ừ. Rồi Infinity thì chỉ là... Ừ, ai cho biết. Vô, mày chết đi. Mày chết. Mày chết. Tao coi chừng tao bắn là hai nhát cho mày đi luôn á. Mày nghĩ tao chơi giáp sắt là tao không có thằng trang được cung mặt nè. Á, giết cho mà. Ôi trời mưa này giống Squid Game nè. Giống cho phim sụt. Sợ mất đường. Muốn nấp hoài, thằng cuốn nó chết trước luôn luôn á. Mất gì tao phải chết nhờ. Ê mày có bằng chứng nào mày có thể giết được tao không cuốn? Ủa mình ship à? Ship. Ủa mày đâu rồi? Ủa thằng cuốn rồi. Ủa mày còn mấy mạng gì cuốn? Còn mấy mạng? Ủa vậy tao giết mày hai mạng luôn á. Ok ba. Ê thằng gôn này chơi nấp hoài nha. Này thì đuổi chúng tôi đi bạn đi. Gôn chết mấy mạng rồi vậy? Ok, giống mày. Hai thằng mày xuất hiện như nhau. Không có cụ. Nghe gôn lại đầu là anh khoái khoái chạy nước miếng là bắt lắc lên liền. Mày bự. Mày xài cái mũi tên sức mạnh ấy gì quá. Không khoan nha.
mày đâu vậy? Hobikoki. Á thằng nào? Á sợ tí ba, mày thì nứt lùm của chú già. Thằng đó. Á thằng cuốn, chơi tiểu nhân này. Mày bự. Đây rồi đi. Mày. Ui đau đấy. Mày đánh lộn với mày à? Mày có muốn luôn. Núp 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 chạy đi. Dạ. Này thuốc hồi máu, chứ gì? Sức mạnh á. Rồi xong chết luôn ngót chai thuốc. Mày uống nước bơ. Rồi chết nữa. Hát đâu mà hát? Tao không có sạch. Ủa rồi mày đáp có hát hả? Tao chữ sáng tạo hay gì? Rồi mày còn đúng mạng thôi chứ. Á thằng gương này chơi gì nè. Còn cuốn còn cuốn còn. Ủa sao mày đánh ít máu vậy cuốn? Gì hết chứ cuốn gửi bạn nào nhìn thấy mình bật bài hát chia tay lên. Cùng mình bật khuyết. Mày ơi, tao cho mày đánh tao mấy cái này ra. Trời, mày đánh tao xong thòi nguyên thanh tao vàng luôn. Chấm xét đánh xuống thì tê chứ bạn. Đánh tao đi. Sao mất có hai máu vậy? Hết đâu mà hết. Tao ăn chan cái gì á? Tao đâu ăn chan đâu, áo đâu, áo tao sắp hư rồi nè. Tí nữa tao ra tao cho mày coi có mod không nha. Tí nữa cho mày coi có tao có cài mod gì không. Ê coi chừng chết á cuốn. Mày đứng liều. Liều ăn chết. Liều ăn chết luôn. Ôi creeper creeper creeper. Rồi tụi bay bắt đầu. Ê, tao thấy thằng gương ngu lắm luôn. Cuốn mấy thằng gương vô hợp sức lại là đặt lên. Rồi ở đấy ra là gương chỉ cần là gì hợp. Á, à, tụi bay chơi gì đấy. Ơ gì? Ơ cuối nãy giờ tao bắn nè, nãy giờ tao thắng do bắn mày chứ sao tao không thắng chứ chán đâu cuối. Bắn vậy nó có trúng nhưng mà trúng cái nào không trúng tao nè. Tụi mày hợp sức lại à. Hợp sức chống lại tao à. Nhìn thấy tụi mày y chang nhau luôn. Ui dồi, chết nè. Thì cái cây cung của tao có ăn gian phép thuật mà. Chết rồi, cây cung của tao sắp gãy rồi. Creeper, boom. Có cơ creeper, à không hình như à đúng rồi. Rồi mày xem trận đấu với tao. Vô ơn đi cứ. Này ăn. Ê khoan, rồi rồi tao còn một mẹ, này luôn còn một mẹ nha, vẫn còn một mẹ, mày chết luôn rồi. Nếu có
bạn thích tà series này của tụi mình thì đừng quên để lại cho đừng quên để lại cho tụi mình một lần xem đăng ký. Mình chết đúng một lần, nhưng mà chết đúng một lần là nhục lắm rồi các bạn ơi. Chào. Và bây giờ bye bye.